Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ Trading nhé. Lại là Richard đây. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, mùng 3 tháng 3 năm 2023. Richard sẽ làm cái video phân tích đầu ngày cho mọi người tham khảo và định hướng giao dịch trong ngày hôm nay nhé. Trên trang lịch kinh tế thì mọi người thấy là về mặt tin tức thì hôm nay có một tin duy nhất, đó là liên quan đến đồng USD vào 10 giờ đêm ngày hôm nay thôi. Thì các cái tin khác thì mình đã loại bỏ ra rồi, cho nên là các bạn sẽ lưu ý có cái tin duy nhất này là chúng ta sẽ lưu tâm nhé. Cũng ra tin và khá muộn đúng không ạ? Nhưng mà đó là cái nguồn tin chính trong ngày. Còn chúng ta sẽ giao dịch thuần theo cái kỹ thuật ngày hôm nay, cho nên là Richard sẽ quay trở vào cái biểu đồ phân tích kỹ thuật luôn để xem hôm nay chúng ta sẽ giao dịch như thế nào. Đây, bây giờ quay trở về cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật thì việc đầu tiên của chúng ta đó là quan tâm đến giá vàng đúng không ạ? Vậy thì cái giá vàng là cái mà biểu đồ mà chúng ta lưu tâm nhất ngày hôm nay, thì mọi người thấy rằng là vàng trong cái phiên Á nó đang có một cái lực tăng trưởng trở lại. Hiện tại bây giờ khi mà mình làm cái video này thì nó đã gì đã đạt những cái mốc như là 1840.7 rồi. Mục tiêu thì nó sẽ retest lại cái khu vực 45 nhé, 1845. Vậy thì nếu như các bạn muốn lướt sóng scalping thì cái vùng 45 là cái vùng mà các bạn có thể entry. Một cái vùng mua trên ngưỡng 35 là cái vùng các bạn có thể lướt sóng. Còn ngày hôm qua là cái vùng thiết lập đáy, tức là cái thiết lập cái vùng hỗ trợ trong cái vùng hỗ trợ cũ là cái vùng 30 này này, nó giữ được và giá vàng đúng không ạ, nó giữ được rất là vững, cho nên là nó tăng trưởng trở lại. Vậy thì một cái kịch bản ở đây đó là gì? Khả năng nó sẽ quay trở lên cái vùng 48-49 ngày hôm nay rồi phản ứng giảm và có thể kết thúc ngày hôm nay là những cái phiên mà có kịch bản rất là khó lường, đặc biệt là chúng ta phải chờ một cái chất xúc tác là liên quan đến bản tin của đồng USD vào buổi đêm ngày hôm nay nữa nhé. Còn đương nhiên là các cái chiến lược lướt sóng thì mình sẽ cung cấp cho mọi người trên kênh Telegram, các bạn có thể rơi vào trong kênh, hoặc là đối với rất nhiều các sản phẩm khác thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với AD nhé, bởi vì có thông tin kể cả là các cái thông tin mà liên quan đến nhóm Telegram hay là liên quan đến cái Zalo cá nhân của Richard chẳng hạn. Bây giờ quay trở sang các biểu đồ khác đi. Ngoài vàng ra thì ở đây là khung giờ H1 nhá. Nó đang có kịch bản tăng thì các bạn ưu tiên là canh mua lên trong phiên ngày hôm nay. Còn các cái khung giờ khác này, nó đang có lực tăng rất là mạnh và khả năng nó test cái vùng kháng cự, cho nên là các bạn đừng có chặn đầu luôn ở đây mà hãy chờ cái khu vực này đi. Đây là những cái khu vực chính nhá mà nó sẽ retest lên. Mình thì đang có một loạt các cái lệnh mua quanh mức 37-38 rồi, duy nhất có một cái lệnh bán nhưng mà mình lướt lúc sáng được có mấy chục pip thôi. Còn cái chiến lược liên quan đến đồng bảng thì đây, cái chiến lược này nó gần nó TP rồi. Lúc đấy nó chưa TP nhưng mà chiến lược mình cho mọi người mua trong cái biên độ 1.192 đến 1.94 đúng không ạ? Mình tán cái lệnh này tận 3 lot thì nó vừa TP ở 1.197 rồi nhé. Coi như cái lệnh này là đã giải quyết xong. Vậy thì đối với bảng Anh, nếu như nó điều chỉnh quay trở lại, đây là một cái vùng hỗ trợ nhá, thì các bạn mua lên đúng không ạ? Sau cái biểu đồ vàng là cái biểu đồ về đồng bảng đi, mình sẽ quay sang cái biểu đồ đồng bảng Anh luôn. Ok, chiến lược của chúng ta thì đã TP rồi, nhưng mà các bạn này canh quay trở lại nha, bởi vì đây nó có một cái tam giác nó vừa mới phá vỡ thôi, nó retest lại khu vực này thì các bạn canh mua lên nhá, canh mua lên cho đây chắc. Còn cái chiến lược nếu các bạn đẻo nào mà để TP2 thì ok, chúng ta vẫn cứ hold. TP1 thì chúng ta đã đạt rồi đúng không ạ? Thì đây là những cái vùng mục tiêu cho mọi người mà giao dịch hầu lên đối với bảng Anh ngày hôm nay, canh mua. Bởi vì có một cái vùng bắt đáy ở trên khung giờ H4 rất là đẹp, cho nên là mọi người mua lên là ok. Quay trở sang các biểu đồ khác, ví dụ như là về Bitcoin đi. BTC các bạn ưu tiên ngày hôm nay thì vẫn là canh bán xuống, nhưng có thể BTC hôm nay nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh mạnh hơn. Có thể nó vượt qua cả cái ngưỡng như là vùng 23.5 ở đây. Nếu như vượt qua 23.5 thì cái vùng mục tiêu mà các bạn muốn bán xuống thì ít nhất phải là các cái vùng như là trên khung giờ H1 thì nó phải là cái vùng 24k nhé. Vùng 24k mới là cái vùng mà các bạn canh bán xuống nhé. Đây là mình để M15 này, còn để H1 này thì ít nhất là các cái vùng 24k trên này, thì nó retest lên các cái vùng này thì các bạn có thể bán xuống nhé. Coi nó đang đi khá là lành và thuần theo kỹ thuật, cho nên các bạn có thể là thuận theo mà chúng ta giao dịch được. Còn rất nhiều các cái biểu đồ khác, các coin khác, ví dụ như là về BNB hay ETH cũng thế, các bạn thấy là nó dao động khá là giống với Bitcoin đúng không ạ? Và nó cũng có đường kênh trend này, có đỉnh kháng cự này. Đấy, chứ ngày hôm qua thì mình phân tích cho mọi người một cái chiến lược bán ở cái vùng giá kháng cự ở đây thì nó đạt mục tiêu rất là đẹp không? Đây là khung H1 này. Thì ngày hôm nay cho các bạn tiếp tục đi theo cái mình phân tích nhé. Hôm qua thì đúng là nó giảm về được cái đường kênh xu hướng đúng chưa ạ? Nó đi rất là thuần theo kỹ thuật thôi, cho nên các bạn có thể nương theo các cái chiến lược cũng như là cái phân tích của mình để các bạn tham khảo và chúng ta đánh. Nó cũng khá là thuận sóng. Ngoài những cái chiến lược mà liên quan đến coin, ví dụ như là các cái coin top của chúng ta là BTC hay BNB hay là ETH trên USDT chẳng hạn, thì các bạn có thể là giao dịch tham khảo và giao dịch rất nhiều các cái coin khác nữa.
đúng không? Nhưng mà là những cái coin tốt thôi nha. Bây giờ thì mình quay sang các cái biểu đồ về ngoại tệ tiếp theo này với euro USD. Rồi một cái kịch bản của euro ngày hôm nay thì tiếp tục sẽ hồi phục và khi mà nó chạm về cái biên độ vùng hỗ trợ ngày hôm qua, cái chiến lược mà mình cho mọi người thì đã TP rồi đúng không ạ? 53 pip đã xong. Bây giờ thì khả năng nếu mà các bạn có muốn bán xuống thì nó quay trở lên các cái vùng như là 106.5 thì chúng ta mới có thể bán nhé. Hiện tại thì với một cái mô hình giống như mô hình vai đầu vai đây nó có thể hình thành. Tuy nhiên thì cái con sóng hồi phục vào ngày cuối tuần thì các bạn chờ các cái key level quan trọng để chúng ta mới giao dịch, và đặc biệt là có chiến lược thì Richard sẽ gửi cho mọi người trên nhóm nhé. Đây là với EURUSD, tuân theo xu hướng chính thì chúng ta vẫn canh cao bán xuống. Đây là với cặp EU nhé. Ngoài cặp EU ra thì chúng ta có rất nhiều cặp khác, ví dụ như là AUDUSD chẳng hạn. Cặp tiền này thì nó hồi phục khá là tốt từ cái vùng hỗ trợ ở đây. Trước đây thì mình có kỳ vọng là một cái nhịp tăng của AUD sau đó giảm, nhưng mà cái nhịp điều chỉnh này nó rất là mạnh cho nên nó không đi theo cái kịch bản này từ cách đây vài phiên mà mình phân tích rồi. Vậy thì với cái cặp tiền này quay trở sang cái biểu đồ khung H4 đi, mọi người sẽ nhìn thấy được là một cái vùng hỗ trợ nó tạo lập sau khi mà nó tạo ra được cái mẫu nến đảo chiều. Đây là một mẫu nến Hammer đảo chiều rất là đẹp tại vùng hỗ trợ đúng không ạ? Thì nó hồi lại và ở đây thì tiếp tục chạm về vùng hỗ trợ, nó giống như cặp bảng Anh ấy, nó đang tăng tiếp. Vậy thì cái cặp tiền này khả năng hôm nay thì các bạn có muốn bán thì nó phải quay trở lên cái vùng 678. Còn với các lực tăng từ vùng hỗ trợ như này thì các bạn ưu tiên mua lại trong phiên ngày hôm nay nhé. Ưu tiên mua lại trong phiên ngày hôm nay. Tại sao lại ưu tiên mua lại? Bởi vì là nó đang có cái lực hồi tại vùng hỗ trợ và đặc biệt là hôm nay là ngày cuối tuần chốt lời nữa. Đó. Thì đấy là với AU nhé. Ngoài ra này những cái cặp tiền khác thì giá khá là nhiều, ví dụ như UZ hay UK đi, chen chính của UZ là đang tăng trở lại đúng không? Theo một cái mô hình mở rộng, hướng mở rộng ra như này. Các bạn hôm nay thì ở đây nó đang có một cái mô hình giảm nhưng khả năng quay trở lại các cái vùng 362 thì các bạn có thể xem xét và mua lướt sóng nhé. Nói chung là biên độ ở cái vùng giữa này thì mua nó không được đẹp đâu. Nếu mà chúng ta đánh thì theo hai biên trên với biên dưới thì nó ok hơn. Tuy nhiên thì có một cái vùng hỗ trợ gần, các bạn quan sát nếu như có tín hiệu đảo chiều thì các bạn có thể là mua theo xu hướng chính nhé. Có thể mua theo xu hướng chính từ cái vùng biên độ trên cái ngưỡng 136 ở đây. Cặp UK thì tương tự nhưng mà UK thì có thể canh bán xuống là hơn, bởi vì sao? Nó đã có phản ứng tại vùng kháng cự và nó liên tục tạo ra những cái phân kỳ về đỉnh, tức là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và lực giảm trở lại. Vậy thì với cặp UK khả năng hôm nay thì chúng ta sẽ canh bán với mục tiêu quay trở về các cái vùng như là 35.4 nhá, 1.354 ở dưới này. Đấy là với cặp UK nhá. Những cái cặp tiền mà liên quan đến đầu UK, UZ hoặc UCHF đi. Cái cặp tiền này thì nó tăng trưởng khá là tốt và nó, đây ok mọi người nhìn thấy những cái đỉnh kháng cự liên tiếp đúng không ạ? Đây là những cái đỉnh kháng cự liên tiếp sau khi mà nó lên thì nó đều vấp phải những cái vùng giá này và đều có phản ứng. Hiện tại thì nó đang có phản ứng giảm, khả năng rất cao hôm nay thì USDCHF nó có thể điều chỉnh quay giảm quay trở lại nhá, với cái lực như thế này. Bởi vì sao? Nó có đỉnh đẩy đỉnh nhưng mà đỉnh đẩy rất là yếu. À, đẩy đỉnh rất là yếu đúng không ạ? Vậy thì cái khu vực như là 0.945 hay 46 thì là cái khu vực mà các bạn có thể xem xét để bán xuống, hiểu không ạ? Sẽ buổi sáng thì các bạn có thể bán lướt sóng ở quanh mốc như là một ở khu vực như là 0.942 đến 944 chẳng hạn. À, là các bạn có thể khu vực là một cái khu vực các bạn có thể lướt sóng trong phiên Á hoặc sang đầu phiên Âu nhá. Trước cái thềm tin liên quan đến đồng USD. Rồi, ok, cái video ngày hôm nay thì mình làm và xin kết thúc ở đây. Kính chúc tất cả cả nhà một ngày cuối tuần giao dịch hiệu quả và chúng ta cố gắng giữ được những cái target tốt nha. Các cái chiến lược thì mình sẽ cung cấp cho mọi người trên kênh Tele, cũng như là các cái video chia sẻ về kiến thức trading hay là các công cụ hỗ trợ thì mình sẽ cung cấp cho mọi người trên kênh Tele 24 giờ trading. Các bạn nhớ đăng ký kênh để lại các cái like và comment cũng như là chia sẻ kênh cho Richard để chúng ta sẽ nhận được những cái thông tin hữu ích nhất mà Richard sẽ quay trở lại nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.